Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân gái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xếp một ngày thật là tốt lành và niềm vui cho cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, mặc dù thì bây giờ cũng đã khuya rồi nhưng mà mình vẫn sẽ làm video hóng drama nha các bạn, để cho buổi sáng khi mà các bạn thức dậy thì các bạn có gọi là video gọi là để mà hít drama. Đấy, cho gọi là bộ phổi nha các bạn. Ok, thì có lẽ chúng ta sau khi chúng ta hóng drama xong, chúng ta sẽ vào đánh Master gọi là qua 2 đấy. Các bạn đừng bỏ qua nha. Wow, nhìn những cái chiến tranh thực sự nó, nhìn chiến thiệt sự các bạn. Ok, nhưng mà chúng ta sẽ lên trên group Thợ Săn Run City quân Torico nha. Bạn nào chúng ta chưa vào thì chúng ta cùng nhau vào đi. Chúng ta có nhiều cái hóng lắm đấy. Ok, và đây là group Thợ Săn Run City quân Torico nha các bạn. Đã có là 6.200 thành viên rồi đấy. Các bạn hãy là thành viên tiếp theo đi nào. Ok, chúng ta sẽ xem có những cái gì gọi là hot không nha các bạn. Là cứ đi gọi là thăm gọi là group tí xíu rồi đã. Rồi, đây thì một bạn gọi là đội mảnh Hexer. Thì vô để đổi với bạn ấy. Đấy, thì chúng ta cứ là like thôi. Rồi, còn bạn này thì bạn này cần là tuyển 13 mem luôn các bạn. Có tiêu chí gọi là định hướng rõ ràng luôn. Đấy. Rồi, ok, vào profile của bạn ấy. Mong rằng bạn ấy sẽ tuyển được những thành viên ưu tú. Lại thêm một cái tút tuyển thành viên nữa các bạn. Ok, wow, đây thì 56 bình luận. Chắc là sẽ có nhiều bạn ứng cử lắm đây. Rồi, bạn này thì không phải tuyển, mà là bạn này xin được ứng tuyển vào một clan. Đấy, thì không biết là có clan nào nhận bạn ấy không. Nhưng mà có vẻ là sẽ có thôi các bạn. Đấy, à, tuy yếu nhưng mà vẫn muốn là 100k. Nhiệm vụ gọi là trên 7k điểm trừ Arena. Thì nếu là Arena, bạn ấy có thể là thực hiện cái việc là chúng ta hạ cúp trước khi đến nhiều Arena. Thì khi đó chúng ta sẽ đánh được nhiều điểm hơn. Đây thì có lẽ là một số góp ý cho bạn ấy nha các bạn. Ok, mình sẽ để lại một số góp ý cho bạn ấy nha. Ok nha các bạn. Nói chung thì chúng ta có một số góp ý cho bạn này là như sau. Thì nếu như cải thiện được cái điểm này thì chắc là bạn ấy sẽ được nhiều clan ưu tú ta nhận vào thôi. Thì sau ra gọi là mảnh của chú rồng, nói chung là chú rồng nhà phát hành như là được free đó các bạn. Đây thì không biết là có gọi là sóng gió gì không, nhưng chắc sẽ có nhiều bình luận là chúng ta vào bảo là bạn này ảo tưởng sức mạnh, rồi bảo bạn này thế nào đó. Ta thử gọi là hóng xem sao nha. Đây cũng có thể là gọi là drama đấy. Đây, để ta xem thử nha. Rồi, trời ơi, giữ lương dùng không phí. Đổi không có 63 mảnh Prime. Wow. Đấy, là khôn như bạn đấy. Nghĩ sao 9 đổi 10 có kèo chưa, khôn vậy. Đỉnh cao các bạn. 36 mảnh đáy đổi một free không ảo. Đấy các bạn. Ảo là để dành xài đi. Đó thì chắc là bạn này kiểu mà để cho vui thôi. Nhưng mà nếu mà giờ đổi thì nếu mà tỷ giá thì đâu đó cũng được 6 mảnh hoặc là 12 mảnh. Trường hợp là bên đối phương là chúng ta đang cần, ta đang muốn là có thì mới đổi như vậy thôi. Chứ còn bình thường là không ai đổi hết các bạn ạ. Ảo thật đấy. Rồi, thì trời ơi, Frantino. Trời ơi, nhìn là biết ghê rồi các bạn. Đêm chúng ta gọi là Frantino. Tí hát bài đoạn tuyệt nạt đi các bạn. Ok, và đây các bạn. Thì chúng ta có một cái gọi là cái tút không biết nói gì hai ngày trước rồi. Thì đây là bạn ấy chụp lại là có một cái bài của bạn gọi là Gia Quân Huỳnh. Thì bạn ấy là cần trend 85 mảnh H là Harris đó các bạn, sang mảnh là Vampire là Blood God. Một mảnh bằng hai mảnh Blood God. Rồi, có một dòng nữa là đừng có nặng lời các bạn. Đây thì mảnh H mà bạn ấy muốn đổi sang đó là hai Corrupted Time Dragon. Thì đối với lại gọi là chú rồng hai Corrupted Time Dragon thì chúng ta đổi bằng tỷ lệ một mảnh bằng hai mảnh Lust God thì điều này là hợp lệ nha các bạn. Có nghĩa là có thể sử dụng tỷ lệ này để đổi, hoặc là nếu như có ai đó thương lượng thì chúng ta có thể là đổi bằng tỷ lệ 1:1 cũng được, hoặc là nếu như ai đó gọi là cần thiết
khan hiếm hay là đang thế nào đó thì 1 đổi 3 không chừng cũng có thể là chấp nhận đấy các bạn. Nhưng mà ở giá 1 đổi 2 thì nó cũng gọi là tương đối là ổn rồi. Đấy, không có việc gì để chúng ta phải là suy nghĩ nhiều làm gì. Thì bạn Cao Văn Phúc là Cao Văn Phúc nha bạn. Thì chúng ta đăng một cái là tút lên là không biết nói gì. Đây thì nhiều bạn chúng ta vào, chúng ta bình luận. Đấy các bạn. Thì như này, đó là nhiều bạn chúng ta bảo là tỷ lệ bình thường mà hai luồng các bạn, một luồng thì là tỷ lệ bình thường, ủng hộ cho tỷ lệ này. Còn một luồng khác thì mặc dù bạn biết tỷ lệ là bình thường nhưng mà chúng ta có là nhiều câu gọi là khá là trao đổi qua lại với lại bạn Phúc các bạn. Đây, ủa tỷ lệ bình thường mà, được không? Ủa tỷ lệ bình thường mà, đúng rồi còn gì? Đấy, muốn rồi, thì đúng rồi còn gì? Đấy, đây, đây là bạn gọi là Gia Quanh Huỳnh là chủ nhân của tốt khi nãy đây. Đấy, chắc vui nhỉ? Rồi, không nói gì nhiều. Đây, bây giờ là những câu gọi là nặng lời đấy các bạn. Đấy, có nói chung là nhiều câu có gọi là mình cũng không tiện đọc lên. Đấy, nhưng mà chú ý là bảo bạn này là chúng ta là kiểu giống như là không có gọi là đúng các bạn, là đòi phốt người khác, chúng ta không có được là thông minh cho lắm. Đấy, kiểu giống như vậy. Rồi, đây hay lo chuyện bao đồng, rồi khó sống gì đó, nhiều kiểu các bạn. Rồi phốt gì mà kém thông minh vậy? Thế nên xóa bài đi, và tránh là chúng ta bị gọi là ăn là lại than các bạn. Rồi đây lại tiếp tục là những gọi là pha trao đổi chiêu thức qua lại các bạn, quá là ghê gớm phải không nào. Nói chung là chỉ cần những cái pha trao đổi chiêu thức như này thì gọi là cũng đủ tạo thành drama rồi các bạn. Đây Von là xóa bài đấy, không gọi là ý kiến gì nhiều đấy. Ở đây thì bạn Quanh Huỳnh chúng ta tiếp tục có một pha giao tranh trong đây để xem là tình hình giao tranh như thế nào. Đây thì trời ơi, hai bạn khá là rảnh luôn, chào hỏi qua lại. Rồi trời ơi, giờ bạn ấy gọi là không đổi nữa mà bạn ấy chuyển sang là bán luôn các bạn, 50k 85 mảnh không hồi âm. Thì đây các bạn, sắp có drama rồi. Thì hai luồng ý kiến là như vậy, nhưng mà chúng ta lại tìm ra một cái gọi là cái gì đó để ẩn ý trong đây các bạn. Đó là khi mà chúng ta bấm vào cái bức ảnh này thì chúng ta lại có một cái bạn ở dưới đây là bạn Trúc Linh Phạm nha các bạn. Thì bạn ấy gọi là nhắn gọi là câu là khôn vậy. Thì mọi người bắt đầu chúng ta mới có một cái sự quay xe các bạn. Quay xe là ở đây không biết là bạn là Cao Văn Phúc, là bạn ấy đang phốt, là bạn đang gọi là yêu cầu trend như thế này, hay là bạn ấy đang gọi là nói cái bạn mà đang gọi là comment khôn vậy. Ý là một trong hai người. Thì nếu như á mà bạn ấy nói là bạn đang đăng gọi là bài đăng này thì bạn ấy là đang gọi là nhận được những cái ý kiến là đóng góp trái chiều như vậy và chống đối với số đông. Còn nếu như bạn ấy gọi là phốt, gọi là cái bạn mà comment phía dưới đây là khôn vậy, thì có nghĩa là bạn này đang nói về là bài viết của bạn trên hợp lý rồi. Và tự nhiên không lại có một bạn chúng ta comment như vậy, không biết nói gì bạn này luôn á. Thì mọi người bắt đầu là chúng ta lại chia ra thành hai luồng dư luận. Một bên thì cũng muốn là mình thả sát vào các bạn, drama cứ thả sát vào. Đấy, một bên là chúng ta muốn quay xe, bảo rằng nếu như bạn này gọi là phốt bạn dưới thì thôi mình chắc hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Còn một bên thì chúng ta gọi là không, cái này chỉ là trùng hợp thôi, chứ bạn ấy là phốt cái người ở phía trên. Và nhiều bạn thì chúng ta tìm ra một cái bằng chứng là bạn này thì trong nhiều cái trả lời bình luận trước đấy thì có gọi là những cái câu trả lời là như thế này, câu trả lời như thế này, chung là kiểu giống như là mảnh gọi là mảnh 500 mảnh bằng một giờ gọi là đối với chú rồng hybrid này thì 500 mảnh mới summon được, thì giá trị chỉ bằng 1/5 mấy con bình thường summon này. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ giải thích đôi chút luôn nha các bạn. Thực ra thì có thể là như thế này, có thể là bạn Cao Văn Phúc có một cái điều gì đó nhầm lẫn trong cái gọi là vụ việc lần này. Thì có thể là bạn ấy gọi là nói về cái bạn chúng ta đăng tút, hoặc cũng có thể bạn ấy nói về bạn chúng ta đang comment. Không biết đâu lần ấy không có khoanh, hay bạn ấy gọi là cũng không có gọi là cụ thể là như thế nào, mà chỉ nói là không biết nói gì. Đấy, gọi là bạn ấy không nói gì, không biết nói gì đấy. Thì đúng là cái ý kiến của bạn ấy trong cái comment thì tất nhiên mọi người đọc vào là cảm thấy một cái gì đó nó khá là không được hợp lý rồi. 1/5 giá trị với những chú rồng bình thường, điều này là chưa chắc, tại vì tùy vào cái chú rồng đó như nào. Nhiều khi là tại vì chú rồng đó mạnh, tại vì chú rồng đó ngon thì mới gọi là sử dụng với lại cái tỷ lệ mạnh đấy.
cái mảnh đáy, cái độ chân quý của nó không có giảm nha các bạn. Tại vì để mà summon được chú rồng đấy thì phải có cành nhiêu đây mảnh, có nghĩa là nếu như á, mà đã không có thì thôi chúng ta đừng có gọi là chen những cái mảnh ít làm gì, mà nếu mà đã muốn có động có summon rồi thì ta phải tìm số lượng nhiều, và số lượng nhiều chúng ta sẽ đủ một con rồng như vậy. Mà một con rồng như vậy thì đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể là dễ dàng summon được, thì tất nhiên giá trị của nó sẽ cao hơn. Chính vì vậy nên với lý thuyết mà 500 mảnh thì bằng 1/5 thì nó không hợp lý các bạn đấy. Còn việc mà chúng ta đổi mảnh thì có thể là tùy, cũng là thuận, gọi là thuận đổi vừa đổi thôi các bạn. Theo một cái ở đây thì được cái là vẫn có những cái móc tỷ lệ mà người ta gọi là nhìn vào thấy cảm thấy ổn thì người ta lấy cái móc đó để mà làm cái móc thương lượng chung. Còn việc mà giống như kiểu chúng ta gọi là thương lượng thế rồi đó thuận qua vừa lại, chúng ta tăng lên hay giảm xuống mà hai bên đều vui vẻ đồng ý, cảm thấy là bản thân mình có lời, không bị quá thiệt thòi là ok rồi. Thì chúng ta vẫn có gọi là đôi lời các bạn. Thực ra thì drama này gọi là drama thì chưa dừng lại tại đây đâu các bạn, tại vì vẫn có nhiều cái bài đăng khác là chúng ta gọi là chụp màn hình của bài đăng này và chúng ta gọi là lại tiếp tục lại có thêm một đoạn băng mới, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem, khá là thú vị đấy. Đấy thì chúng ta sẽ kết thúc lại drama này với những cái gọi là góp ý như sau, đó là về bạn Cao Văn Phúc. Nói chung là có thể là do một số quan điểm gì đó, một số hiểu lầm, hay là do tầm nhìn, hay do vấn đề gì đó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là hóa giải những vấn đề này. Nó kêu khi được chúng ta mọi người chúng ta góp ý rồi thì chúng ta có thể là làm một cái tút, chúng ta hay là chúng ta comment để mà đính chính lại là cảm ơn mọi người đã góp ý, thì thông qua việc này mình cảm thấy là như này đó, mình chia sẻ như này đấy, mình cảm thấy là thì mọi người nói có lý, mình cảm thấy là thôi, mình cảm thấy là như này, chúng ta gọi là cứ bỏ qua cho nhau và xin lỗi bạn Quang Huỳnh, hay là xin lỗi điều gì đó, hoặc là nếu như chúng ta thật sự không phải nói bạn Quang Huỳnh và chúng ta nói bạn Trúc Linh thì chúng ta cũng giải thích là như nào đó, là mình thực ra thì trước đó mình chỉ comment gọi là góp vui cho mọi người thôi, chứ thực ra thì mình đang nói bạn Trúc Linh Phạm, chứ còn điều này thì mình nghĩ là nó cũng hợp lý rồi, là ý kiến của mình đấy, thì là như vậy. Còn đối lại những bạn mà chúng ta vào comment góp ý thì nói chung là chúng ta nếu được thì giống như nhiều bạn, chúng ta nên là nhã nhặn, chúng ta nên là góp ý rồi sau đó chúng ta từ từ là giải thích, chúng ta từ từ là khuyên can, nói chung là cũng không nên là trao đổi chiêu thức nặng lời để mà gây nên nhiều cái drama không tốt. Nói chung thì ít drama thì vẫn có một cái gì đó chúng ta hóng, nhưng mà nếu mà khiến cho drama đi quá xa hay là ảnh hưởng tới group thì mình vẫn phải là ra tay thôi các bạn. Đây thì có lẽ gọi là mình sẽ giữ lại cái gọi là bài này nha. Nói chung là bài này thì để mà chúng ta có được những cái góp ý và chúng ta thấy được nhiều cái gọi là cục diện đó là như thế này. Đây, như các bạn đang thấy thì mình đã có chụp lại một bức hình, đó là drama của bên group Thợ Săn Run City quân Toriko của mình mà cũng đã tràn lan sang cộng đồng Run City Việt Nam 2 của đồ đệ của mình luôn các bạn. Rồi, ok, thì ở đây là chúng ta có ở trong đây là đợi chút chút đi 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 từ nha. Đầu tiên là bạn này chúng ta đăng bài, rồi chúng ta bị bạn Cao Văn Phúc chụp lại và chúng ta gọi là có một bài đăng là không biết nói gì. Kiểu bài đăng này thì nói chung là cũng giống như là một bài phốt vậy đó các bạn. Rồi và một bạn khác chụp lại và gọi là lại trách móc bạn gọi là Cao Văn Phúc là chúng ta là không biết phốt mà chúng ta đi gọi là nói này nói nọ. Rồi và gọi là toàn bộ quá trình này thì bị chụp lại của bạn Lê Văn Đạt và bạn ấy cũng gọi là ủng hộ cho ý kiến là một gọi là mảnh là Corrupted Time bằng hai mảnh Lux God thì ổn vậy mà còn đi phốt người ta đấy. Rồi lại tiếp tục là chụp lại để mà có thêm bạn Đinh Tuấn cũng gọi là trong đây là chả rõ là không rõ đi chừng trong trường hợp này thì ai đang phốt ai đấy các bạn, chúng ta đang coi là bình luận trong bình luận của bình luận các bạn, quá là ghê gớm phải không nào. Đấy đấy tại sao chúng ta lại nói là một cái drama đấy các bạn, thì thôi chúng ta gọi là có quay lên cho mọi người chúng ta cùng biết thôi, chứ còn bây giờ chúng ta sẽ vào đây và đánh gọi là run arena nha các bạn, lâu rồi chúng ta chưa được đánh nè. Ui xồi ôi với những cái mức run này bây giờ thì chúng ta sẽ xem sức mạnh chúng ta khi được là lên run gọi là mùa run mới đến như các bạn, quay toàn là platinum và tầng 3 các bạn, quá ghê gớm. Đây các bạn chúng ta sẽ cho gọi là dàn thủ lĩnh clan chúng ta ra. Trời ơi, lượng máu của chúng ta tăng lên là 219, thì như hồi trước là 207. Sát thương chúng ta cũng đã tăng lên rồi các bạn. Ồ,
Đây các bạn, ở đây là chỉ có 207 nè. Độ trưởng của chúng ta gọi là 50% đấy các bạn. Ta chưa là cái là bạn của ngày xưa đấy. Và rồng âm thanh cũng chưa nè, là phải là luyện tiếp những chú rồng này rồi các bạn. Đấy, thần đá nè. À, phải là ngày xưa mà có nhiều chú rồng Rana cộng mà chúng ta được nhiều mảnh hơn là do là những cái rồng đó nếu mà quy đổi ra điểm Platinum thì chúng ta đạt 500 rồi. Đấy, đây là bảo sao lại có sự khác biệt như vậy các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi thôi. Rồi, qua wow, bên kia run cũng nhìn ngầu phết các bạn. Đây thì chúng ta lại bình thường ta cứ thấy là run A cộng không, nhưng bây giờ là chúng ta gọi là lên móc là 500 thì cũng gọi là đâu có dễ mà lên đâu các bạn. Cho nên là ở đây chúng ta vẫn có nhiều rồng ta chưa lên được nè. Trời ơi, sao bên kia mạnh vậy? Ôi, bên kia xài skill mà được cường hóa 60% các bạn, đánh rất là đau luôn. Đấy, đây, mình thì không xài được. Có nghĩa là trong đây là cái rồng nào mà có gọi là rank kia đầu tiên là ngon rồi, là mạnh rồi. Đúng các bạn. Ui ôi, thôi xong rồi. À quên, chúng ta gọi là đâu có sợ hệ khi khắc chế nữa đâu. Đó, xôi ôi, làm hết hồn ơi. Rồi, đây là chú rồng Lust D thì mới là run gọi là A cộng thôi. Ta gọi là vàng 3 đi. Đấy, vàng 3 kia thì chúng ta Platinum ta kêu là gọi là kim đi. Đấy, kim 3, trời ơi. Mày mốt biết có gọi là kim cương không? Ghê lắm các bạn. Nhiều khi là run lên rất là ghê luôn á. Đây thì chúng ta sẽ xem lại mức run nha. Đây thì chúng ta bấm vào cho ăn nè. Đây, mức run thì chúng ta sẽ có chia ra như sau. Thì móc vẫn là như cũ, móc A cộng là 250 nè, lên Platinum 1 là 320 nè, 2 là 400 và 3 là 500. Thì vẫn là không tăng, gọi là kiểu như là không có chênh lệch quá là nhiều so với lại lượng gọi là phần trăm ta búp lên nha các bạn. Chứ không là nhiều khi là phải tới là 800 nhỏ điểm thì quá là ghê gớm rồi đó. Trời ơi, thủ lĩnh cái là 6. Ở những cái pha này chúng ta để cho những chú rồng ta luyện run thì là tuyệt vời đúng không các bạn. Trời ơi. Đấy. Rồi, giờ các bạn thấy là mới chưa? Thấy là có gì đó chúng ta hứng thú đâu. Và nhờ vậy nên những mức đam bình thường chúng ta cũng đã tăng lên rất là nhiều rồi. Trời ơi, toàn là random Platinum gọi là bạch kim 3 không các bạn ạ. Đây chúng ta cho rồng đại long vào là số chách các bạn. Tại vì rồng đại long ở trong cái gọi là bảng này là chúng ta là mạnh bá cháy các bạn. Rồi vô. Đây. À, sẽ cho các bạn xem gọi là cho bên kia xem là sức mạnh của chúng ta. Đây chúng ta sẽ chí mạng nè. Wow, 185. Vì lượng sát thương chúng ta đã được tăng lên rồi các bạn. Đây hãy xem một cái đòn gọi là Warfurt chúng ta đây. 93. Thì ra là chọn cái chết. Đấy các bạn, trời ơi, nếu bên kia không chơi hiến tế sinh mạng thì đâu có. Khoan. Không. Cái này hơi là nguy nha. Ta sử dụng chú rồng này đi. 197. Ui. Quên các bạn, bên kia là có skill khắc chế chúng ta ấy. Thôi thử lại xem. 117. Vậy là vẫn phải có một người ra đi các bạn ạ. Buồn cho thủ lĩnh clan 7. Bên kia hên quá. Chơi toàn chiêu thức gọi là bá đạo không à. Đội trưởng chưa xong ranh nè. Rồng âm thanh chưa xong luôn nè. Thần đá xong rồi. Tiên nhân chưa xong luôn nè. Ok, thủ lĩnh là clan 4 đi. Tùy đội hình chúng ta sẽ cho như thế nào đó ra sân hợp lý nha. Đây chúng ta có là cho là thủ lĩnh là đội trưởng ra đi. Ok, nhưng bên đây khó là sơ đấy nha. Khó là sơ đấy các bạn. Ta chắc là cho luôn. Vô lô các bạn. Đã vô là phải lô thôi. Rồi, sử dụng skill qua first nè. Bên kia cũng sử dụng lại skill này luôn các bạn. Bên kia tính ra cũng gọi là có là trí tuệ đấy chứ. Ok, chúng ta sử dụng rồng đội trưởng. Ui, khắc chế mà. Trời ơi, 155. Hơi là ít tí xíu. Ok, chưa gì nóng giận quá dở. Sử dụng Warfurt trước đi nào. Trời ơi, quá là ghê gớm các bạn ạ. Ta sẽ sử dụng rồng đội trưởng nhưng mà sẽ bị rồng này khắc chế ấy. Bay màu đấy các bạn, bay màu đấy. Không đùa đâu. Không đùa đâu các bạn ạ. Đấy, phán ta gọi là như thế này đi. Bên kia là không làm gì chúng ta rồi. Chúng ta không làm gì bên kia xong. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi đại vương ơi. Ok, đội trưởng gọi là ra đi chân lạnh ngắt các bạn. Ôi, goodbye đội trưởng. Ok, ta đã có Đại Long sẽ báo thù cho đội trưởng các bạn. Đại Long bên kia chưa lên đủ mức rank nên không có là lực chiến cao bằng chúng ta các bạn.
Rồi 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 rồi, tưởng mình hết rồng gọi là level 70 năm sao rồi sao? Đây các bạn, thủ lĩnh clan 4. Ở kìa, bên kia sao mà nhìn sợ đấy nhỉ? Nhìn nguyên vàng gọi level 70 năm sao mà có rank Latium rồi, ôi, ba lượt, ôi. Nhìn đáng sợ thiệt sự các bạn. Thôi kệ đi, lỡ rồi chúng ta đánh luôn. Kìa, hình như là còn ít thời gian các bạn. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, anh làm gì thế? Trời ơi, nơi anh đứng lên các bạn, nơi anh ngã xuống nè. Sử dụng là skill ánh sáng để mà che mắt chúng ta các bạn, là sử dụng là skill này đấy. Bên kia bắt đầu là sử dụng những cái đòn đánh bình thường rồi, không phá anh ta rồi. Liệu chúng ta bên kia chưa có lên level 70 các bạn. Được đấy, hù hù tí xíu thôi nha. Thôi xong rồi, ui còn 80, 83 giọt các bạn. Bây giờ là đã đến lúc chúng rồng đại long chúng ta quyên sinh các bạn. Trời ơi, liệu ai khoan khoan khoan, trời ơi, hãy để mình làm điều đó. 174, may mà có chí mạng, không chí mạng là nhiều khi lành ít dữ nhiều các bạn. Ok, và đội hình cuối chúng ta đánh phòng này. Ý da, tưởng mình hết chú rồng gọi là level 70 năm sao rồi sao? Trời ơi, giờ đánh xuống thì các bạn, có rồng ở level 70 năm sao chúng ta cứ gọi là nhớt ra thôi. Ôi, gì ghê thế, vàng khè thế. Đấy, ta sử dụng skill này, ta gọi là cắn nút đối thủ. Trời ơi, rồng là bên kia là đây, rồng có run lên gọi là kim pa đây các bạn. Tesla thì như thế nào? 81. Đấy. Đây. Rồi ok. Và bây giờ là một chú rồng Helric 2 sao nhưng mà cũng rank cao các bạn. Chắc là đánh được đánh nhiều đấy. Ui trời ơi, ghê thiệt, rồng âm thanh mới ra mà chừng chỉ hết mấy chú rồng bên kia luôn. Quá là ghê gớm các bạn ạ. Rồi ok, đánh rank cũng sướng đấy chứ. Sát thương rồi máu ta được bốc lên nhiều hơn. Ta thấy ta cảm giác rồi khoái lắm các bạn. Ok, lại quảng cáo này. Trời ơi, quảng cáo hai lớp các bạn. Rồi, và có lẽ video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào. Và có lẽ video của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.